Chiều ngày 28 tháng 9, một lãnh đạo xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đau lòng khiến một học sinh tử vong. Thông tin ban đầu khoảng 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày, bà H, giáo viên một trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thanh Chương, điều khiển ô tô đến đón con tại trường trung học cơ sở Thanh Dương. Khi đến nơi, bà mới biết con đã được chồng đón về nên lùi xe để quay đầu. Trong khi lùi xe, bất ngờ xe bà này tông vào xe máy của mẹ con một em học sinh lớp 6C đang ở phía sau, khiến em bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng em không qua khỏi. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.